xin mời các đội có tên sau: 22 trường học Bon 2 bảng Bon 4 sẽ đứng lên trên sân khấu ạ. Đúng không ạ? Và cuối cùng là
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Xin chúc mừng các đồng chí đã được mở lại trên sân khấu ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin công bố. Xin mời bạn Mai Hai muốn lên trên sân khấu một bước ạ. Vâng ạ, bạn Mai Hai rất xuất sắc, đạt số điểm là 84,1 trên 100 điểm. Xin mời bạn Bon Hai ạ, bước lên sân khấu một bước ạ. Bà Mai rất xuất sắc, đạt số điểm 86,2 điểm. Và xin chúc mừng bà Ba và bà Con Hai đều là 2 số 2 nhưng mà đạt giải 3 của hội thi ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Ngọc Kim Thọ sẽ lên trao giải 3 cho hai đội bạn Mai Hai và bạn Con Hai. Xin mời các đồng chí đạo của đảng ủy
nhé.